Ôi người bên đây, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một game có tên là The Wabber House. Mình không biết là phát âm có đúng hay không, nhưng mà cái game này hình như dịch ra là nhà công thì phải. Mình đây tự hỏi là không biết khái niệm về nhà công là nhà như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử vào trong game nhé. Mà mình cũng không biết nhà thẳng là nhà như thế nào. Nhà có công với thẳng à. Rồi. Hey, you mind if we go over your statement? Chúng ta không quay lưng lại nhìn được. Hai tay đang nói cái gì thế? Nó đội một cái nón có vẻ như là trong... Chúng ta đang ở trong một cái phòng giống phòng phỏng vấn cái gì? Chả hiểu thằng kia đang nói gì nhưng mà chúng ta ở ngoài rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ồ, cái đèn dầu. Có vẻ như là chắc là cái này là quá khứ của chúng ta hay sao? Chứ tự nhiên đang nói chuyện giữa chừng mà lại ở đây. Nhiều khi nhớ là cuộc nói chuyện thôi. Rồi để chút nhớ mình sẽ để xung quanh một cách đó. Hiện tại là chúng ta đang ở trong cái khu rừng. Mình có thể gọi là rời khỏi khu rừng này được không? Mình thấy cái nhà phía trước là mình biết là mình phải vào trong đó rồi. Quậy cái âm thanh khá là kinh dị. Âm thanh ở đây kinh quá. Thôi chúng ta vào trong nhá. Một cái nhà ở giữa khu rừng như thế này có vẻ khá là nguy hiểm. Mà hết cách rồi được nhỉ? Cửa mất tiêu luôn. À đây cửa vẫn còn các bạn ơi. Hóa ra đây cái cửa nó làm theo kiểu cách là... Cái này là gì đây? Ở trong là... Ê, nhưng mà nãy mình nhìn từ bên ngoài mình nhìn vào trong được mà. Đó, cửa đã biến mất rồi chứ mà. Hay là đây là một cái gọi là cái cơ chế nào đó. Khi mà cái cửa đóng lại thì có một cái miếng dán ở trên trượt xuống. Rồi. Cảm thấy cái nhà này khá là nguy hiểm nhưng mà... Tạm thời chúng ta sẽ vào trong đây để xem thử xem chúng ta làm được cái gì không. Hả? Các bạn ơi, có lẽ là chúng ta cần phải tìm cái mã số để mở cái rương này. Bây giờ mình sẽ thử làm tầm 7 nhá. Biết đâu mở được sao. Nhiều khi vẫn nó hên các bạn ơi. Mò kiểu này trông có vẻ giống như những người mà phá khóa nha. Kiểu rất ngầu các bạn ơi. Ngồi cả một cây để tìm cách để mà giải mã những cái chìa khóa này. Thử tất cả giữa cái tỷ lệ số. Nhưng mà mình... Thôi không rảnh để mà làm chuyện đó đâu. Bây giờ chúng ta sẽ thử đi khám phá nè. Em có gì không? Ê, không thể thoát khỏi đây à. Nó ép kép tức là không phải thoát khỏi đây đúng không? Khốn khiếp, mình đã bị nhốt trong đây rồi. Wow. Ngôi nhà này có vẻ giống ngôi nhà của... ở trong máy ráp các bạn ơi. Nếu mà nghĩ như vậy thì đỡ sợ hơn tí. Dạo này chơi game kinh dị khá là nhiều cho nên là mình cũng đã bị gọi là có một cái sức đề kháng. Hả? Tiếng gì thế? Mình có một cái sức đề kháng các bạn ơi, và dù sợ đi chứ nữa thì mình vẫn ok. Mặc dù là sau khi mà chơi xong những game kinh dị đi xuống nhà sao phải mở đèn lên thôi. À, có cái gì đó màu đỏ đỏ đây. Cái này là cái gì đây? Ê, cái này là cái gì? Ban đầu mình tưởng là vết máu hay là cái gì đó nhưng mà không phải. Ở đây có vẻ là vết máu các bạn ơi. Wow, mình mới thấy cái gì đó. Có cái gì đó mới đây. Mà mình đang chơi game này ở trên web chứ các bạn. Càng lúc là game càng phát triển rồi chúng ta có thể chơi được game kinh dị trên web luôn. 3, 6, 7. Rồi chúng ta đã có 3 số rồi, nghĩ còn một số nữa thôi. Ê không phải. Coi đã. 3, 6, 7 đúng không? Quầy đây không phải là một cái 7 đó chứ. Làm sao mà mình có thể lấy số dễ dàng như vậy? Từ đó là bấm xong cái này nó quay lưng lại là nó xuất hiện nhá. 36. Quá, đúng không các bạn ơi. Nó xuất hiện thiệt. Mở cửa ra. Lấy được rồi nhưng mà không thể tao mà thoát ra khỏi cái chỗ này được các bạn ơi, thật sự là chúng ta không thoát ra được rồi. À, nãy mình quay lại sớm quá cho nên lỗi. Quay nhưng mà có vẻ như nhà nó có đen các bạn.
Nhà này đã có đèn rồi, hóa ra là chúng ta lấy cái con ngựa nãy trong rương là có đèn à. Ê. Cái quái gì thế? Này là cái gì đây? Stop. Không được chạy. Đừng có trốn. Đồ quá, tức là cái bức tường hay là cái gì? Để tìm con ngựa. Ê, mình đã tìm thấy con ngựa rồi. Nhưng mà không đổi trang bị được. À, cái con ngựa để đặt ở đây à. Rồi, chúng ta đến một cái căn phòng khá là kỳ lạ, có tivi. Không đóng được cửa. Ê. Cái gì thế? Nó đang nói gì á? Ôi, đừng có nói, tôi quay lưng lại một cái là... lại là cái này nữa các bạn, lại là cái quay lưng này nữa. Dạo đây mình gặp đúng nhiều cái quay lưng luôn nha. Bữa bữa vừa xem Jojo là cũng có cái quay lưng. Này đang nói gì đó? Nói khá là nhiều các bạn ơi. Chắc là đang kể lại câu chuyện mà đã thấy ở trong ngôi nhà đó. Không biết là cái con vừa rồi, con vừa rồi có lẽ là cái con đó, chắc là cái con mà mình đã thấy ở trên xài lúc đẩy. Tính ra cũng khá là sợ mà chả hiểu gì cả. Chúng ta xem hết cái phở này xem có gì không nhá. À, lần đầu tiên mình thấy cái phần cái phần cuối cùng nó cái phần Reddit nó lại là sử dụng BGM là giọng nói của một đứa nào đó. Ê, không có cái gì nữa rồi. Để có vẻ như là đã kết thúc luôn đúng không, không nghe thấy giọng nói nữa rồi. Rồi cảm ơn các bạn đã chơi hết cái game này. Mình vẫn chưa hiểu lắm nhá. Tại sao chúng ta là phải đến một cái ngôi nhà nằm ở giữa cái khu rừng rồi sau đó vào trong lại bị tấn công bởi cái con gì đó màu đen. Ô, vẫn có các bạn ơi. À! Chúng ta chưa chạy thoát khỏi cái con đó. Vậy tình ra khá là ghê các bạn. Hiểu rồi. Có nghĩa là ở đoạn đó chúng ta đã về nhà và chúng ta đang kể lại câu chuyện đó cho ai nghe. Nhưng mà rồi chúng ta cũng không thể thoát được bởi vì là cái con đó đã đến. Thôi, vậy thì game đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thích video này, hãy cho chung một like, đăng ký thức bạn người mới. Đừng quên lấy một chung để nhận được nhận thông báo với giới tư mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.